dẫn ở đây con nữa kìa, nhậu rồi bên bên kia con nữa kìa. Đây nhậu rồi, con này cũng ấu nô nữa nè. Đây cái nhà đó. Mình mến chào cô chú anh chị và tất cả mọi người nha, cùng đến với Lục Bình miền Tây. Lời mở đầu cũng kính chúc cả nhà mình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui nha. Bữa nay thì mình vẫn tiếp tục đi bẫy chuột khu vực này nè cả nhà. Chỗ này là ruộng người ta không có làm vụ ba, mình bẫy thì bẫy theo cái đường mòn thôi. Một cái hang là một cái đường mòn. Hy vọng là tối nay trúng nha cả nhà, rồi mình quay rồi chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi đừng quên cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ luôn cả nhà ơi. Rồi hẹn cả nhà mình tối nay nha. Để mình bắt chuột cả nhà ơi. Mến chào cả nhà mình buổi tối nha. Mời cả nhà mình đi thăm bẫy cùng mình nha. Thì nãy giờ được mấy con nhỏ không đó nha, mình không có quay. Đẹp trâu à, đi nha. Rồi bữa nay mình đi thăm với đứa em mình nha. Ô mày bị rồi, mời cả nhà mình cùng mình trải nghiệm đi thăm bẫy chuột với mình nha. Ê chuột này, quen quen quen. Ê vô vô rồi. Vô bên đây rồi, lên bên tí rồi. Bên đây, bên đây nè, bên đây nè, bên đây không em. Nè nè nè. Chưa dính, chưa dính. Thôi bỏ đi. Đây đây đây. Gì mà chưa sập nữa cả nhà ơi, nè còn nguyên si luôn. Xíu nè. Ồ, đang thở rồi, hình thịt, hình thịt, hình thịt. Rồi mình đây sập cả nhà ơi. 272 con luôn kìa. Đây cái nhà đen con đó. Ôi nó đen con Nguyên ơi. Đây cái nhà. Chuột đồng thì nói chung là rất là ngon nha. Mỡ không à. Nó ra chỗ trên mã nhóc chẳng khơi rồi. Ừ. Đi con ba rồi đi hết. Rồi bữa nay thất thu rồi, toàn là con nhỏ thôi.
Con bự được có mấy con. Trời ơi, chuột chày hú lừ hết trơn luôn cả nhà. Cái nhà đây nè. Đi 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 đi. Ồ, lừ hết trơn luôn kìa. Chạy lùm lum tùm la hết trơn. Rồi hết rồi nha. Nó thu hoạch nha. Đây cái nhà ấy được như đây à. Còn là lứa không à, được 2, 4, 6. Được 6 con bự. Còn nguyên si là còn lứa không. Nếu mà con bự bự là gần phân nửa cái lòng này luôn cả nhà. Rồi bây giờ hẹn cái nhà mình sáng mai nha. Hy vọng sáng mai dính con bự bự. Rồi mình chúc cái nhà mình ngủ ngon nha. Rồi bye bye. Mình mến chào cả nhà mình buổi sáng nha. Rồi chúc cả nhà mình luôn thật nhiều niềm vui. Cuối tuần cũng bên gia đình thật vui vẻ nha. Rồi bữa nay mình đi thăm bảy chuột với mình cuốn về luôn nha. Rồi mời cả nhà mình thăm với mình nha. Dính đây còn cả nhà nè. Đây là chết quốc. Dính thì còn lứa, toàn là con lứa không cả nhà. Dính con bự ít. Bữa nay thì cũng là ngày cuối tuần luôn. Rồi mình chúc cái nhà mình luôn bên gia đình thật là vui vẻ nha. Rồi đây hai con cả nhà ơi nè. Con này vàng khè luôn. Rồi dính đây con nữa cả nhà. Rồi bên kia con nữa kìa. Đây hai bảy dính con. Con này vàng khe luôn. Rồi bên đây một con. Trời đang ngủ gì trời. Ngủ mới thức cái gì vậy. Rồi bên đây con nữa cả nhà rồi. Con này cũng ấu nô nữa nè. Đây cả nhà. Đó. Quá đã luôn cả nhà. Ở đây hồi tối chuột chạy quá trời luôn. Người ta không làm dù ba chuột nó. Rồi dính nó đèn con nữa cả nhà nè. Đây. Hồi tối ở đây dính hai con liên tiếp luôn. Một bên đây, một bên đây luôn. Sáng nay dính có một con màu. Đây. Rồi bên đây dính con nữa cả nhà ơi nè. Đây. Này con lứa. Con lứa này mập lắm. Toàn là mỡ không. Ăn nó béo. Này chết quất cái nhà. Chỗ này thì hồi tối chuột chạy nhiều lắm. Mình với em mình cũng bắt được mấy con. Rồi dính đen con thế nè. Đây cái nhà. Mình nếu mà lấy cây đập cũng được. Mà cây đập thì nó đập thì nó chết. Mình bắt sống nó luôn, nó gặm nó luôn cả nhà. Rồi với nó đi một con nó la cả nhà. Chưa tới là nó la. Mập ấu nu luôn nè, tròn vo luôn nè. Chuột mùa này mập lắm. Rồi bẫy của mình hết rồi cả nhà. Rồi chừng nào tới nhà mình chia sẻ cho cả nhà mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nữa nha. Đây cả nhà ơi, hiện tại mình đã về nha. Rồi mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nữa. Được như đây nè. Sáng nay được như đây nè cả nhà.
Được con lứa lứa không cả nhà, con lớn lớn được có mấy con? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 16, 18, 20, 24, 26 con cả nhà ơi. Vậy mấy con này, con này đã ngon ngon không cả nhà nè. Rồi hồi tối thì được nhiêu đây nè, hồi tối được mấy con lớn lớn không? Rồi sáng mai được như đây cỡ 3 ký mấy cả nhà. Rồi giờ mình xin kết thúc video tài liệu nha, rồi hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha, rồi bye bye.